Trời đội đồ mũ lên, đội lên không xương đấy con, đội lên, đội cái mũ ngoài thôi, đội cái mũ ngoài thôi đấy, sợ chưa đấy. Uy có giống như hôm trước không? Có chụp con to không? Đây bố cũng đứng đây. Hả? Kiên nó cũng tiến. Sợ chưa? Con này có to không? To không? Nhiều cái xem hơn, nhiều cái xem hơn ở Pixi không? Ở Go không? Nhưng mà làm kiểu nha. Đấy, con cổ dài nữa. Đấy. Ờ. Con này là con khủng long, con này là con hươu cao cổ. Khủng long đấy, cũng như khủng long lấy đâu ra hươu cao cổ. Kia như khủng long. À khủng long. Ôi tưởng con hươu cao cổ đi. Đẹp thế nhỉ. Ôi đến đi xong bố chụp cho kiểu ảnh. Đấy đứng đây bố chụp cho. Đứng ở giữa luôn đấy con ạ. Đây đứng ở giữa, hai chị em đứng ở giữa luôn để bố chụp cho kiểu ảnh. Đẹp thế. Đấy đứng luôn vào giữa. Đâu chụp con nào? Đấy quy ra thì con đấy bố chụp cho. Chụp con nào? Con đấy à? Con đấy bồng bông. Nhìn vào đây, nhìn ra đây, nhìn ra đây. Hai chị em nhìn ra đây. Nhìn đây, nhìn bố chứ nhìn đâu đi. Nhìn đây hãy ăn tí để xem. Rồi. Rộng tha hồ luôn. Sai. Bỏ cả mũ chạy. Đẹp này làm đẹp thế. Ôi giời. Thơm. Hả? Đi chạy nhanh quá. Sợ con cụ kiểu mắt. Ôi giời mắt ơi. Mắt nhắm mắt mở đấy. Chưa? Đấy Thảo lúc đấy bố chụp cho. Đấy bỏ nó di chuyển. Giống như con phim nãy không? Đây. Đâu đứng ở đâu? Uy ơi. Uy. Đấy. Đấy Thảo đứng ở đây. Không sợ không chụp á? Đấy. Sợ. Không đâu đứng mà. Đẹp rồi. Quay cái này đấy, quay nhau mất sợ cái đấy. Ui giời như thật vậy. Như thật luôn đi. Con nào nó vẫn cử động ấy. Tay nó cứ run run run. Cứ sợ đi, không sợ đâu con. Đấy, có việc gì đâu, nó cũng ngoạm đâu mà. Đấy, đứng đây bố chụp cho. Uy, đứng vào. Đứng vào, bố chụp cho. Hai đứa đứng vào, đấy. Không cắn đâu, không sợ đâu. Thảo đứng luôn vào con. Đấy. Nhìn vào đây, nhìn vào máy nè. Nhìn bố đi này. Nhìn bố cứ không sợ. Rồi, có sợ đâu đây, bố cứ đang sợ đây. Đâu có sự việc gì đâu, đây. Đấy. Đấy. Nó bằng xe sờ, xe nó bằng da hay bằng gì. Đấy, con đấy nó không chạy, sờ được cứ. Sao được mà. Đấy. Điều gì làm cho bạn sợ hãi? Ui nhà ma kìa. À nhà ma. Ôi nhà ma, nhà ma, nhà ma thì đái rất quẩn đấy con ạ. Nhà ma đấy. Nhà ma. Không dám ngủ đâu. Vào trong đấy người lớn vào thôi, người lớn vào cái đáng sợ. Có phải đầu như lần trước em đi ở ngất luôn này. Đấy ngồi lên bố chụp cho. Ủa đẹp thế, mỗi chị em ngồi một bên đúng rồi, mẹ ngồi giữa, cho mẹ ngồi giữa đấy, thế bố chụp đẹp lắm. À, không
Đây em ngồi đây này. Đấy. Thế là đúng rồi, Thảo nhìn vào đây. Huy nhìn vào đây, đúng rồi, mẹ ngồi giữa. Đầu mũ bố. Đấy, không dành người yêu tự nhiên ở đây. Chỉ cái tóc đây nào. Huy ơi. Mái. Nhìn đây. Đúng rồi, đẹp lắm. Nào chuẩn bị, cười lên nhá. Tươi lên. Điều gì đã làm cho bạn sợ hãi? Rồi đẹp, rất đẹp. Quá đẹp luôn. Cơ lắc bóng hay bạn sợ đối diện với chính bản thân mình? Quên không bảo chụp cho kiểu ngồi giữa hoành tráng đấy. Một trò chơi cảm giác mạnh không dành. Ngó rồi thì ngó đi. Ôi đây này, đây là cái cây này. Sợ sợ. Mà đây có sợ chết khiếp. Điều gì đã làm cho bạn sợ hãi? Bóng đêm, hồn ma, cơn ác mộng hay bạn sợ